Mâu thuẫn đất đai, cặp vợ chồng bị bắn 17 viên đạn. Mâu thuẫn đất đai, Thoại nấp ở bụi cây rồi dùng súng bắn vợ chồng anh Bình. Nạn nhân cùng vợ dính 17 viên đạn vào người. Ngày 16 tháng 2, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Vi Văn Thoại, 52 tuổi, ở xã Đội Cấn, huyện Tràng Định về tội giết người. Theo cơ quan chức năng, Thoại và gia đình anh Vi Văn Bình, 32 tuổi, có tranh chấp đất đai. Chiều ngày 27 tháng 1, bị can đi săn thú trong rừng. Trên đường về, Thoại nấp sau một bụi cây ven đường đoạn ngã ba Pò Giang, xã Đội Cấn, nhằm mục đích ám sát vợ chồng anh Bình bằng súng, loại súng kíp gắn đầu đạn vũ khí quân dụng. Khi thấy mục tiêu, Thoại bóp cò. Anh Bình dính 16 viên đạn, còn người vợ trúng một viên. Cả hai sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Thoại bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 12 tháng 2, bị can tìm đường về nhà với vợ là Hoàng Thị Duyên. Người đàn ông 52 tuổi này lẩn trốn trong một hầm được đào từ trước đó ở gần nhà. Lẩn trốn được vài ngày, bị can bị cảnh sát bắt giữ. Vợ của Thoại biết tin chồng bị bắt cũng bỏ trốn. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gây án là một khẩu súng tự chế, hơn 60 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.